Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh tai3.com. Và trong video này mình xin trên tay để review cho bạn về sản phẩm đó là khô gà lá chanh há cái ha. Và mình mua với mức giá là 50.000 trên Shopee. Cái giá thật sự của nó là 60.000, nhưng mà mình có áp mã thì nó sẽ giảm thêm được khoảng 10.000 nữa, thì chỉ còn khoảng 50.000 thôi. Thì bây giờ mình cùng các bạn mở ra để trên tay cụ thể review về cái sản phẩm này nó như thế nào ha. Đây, mình cùng các bạn mở ra. Khi nói đến cái sản phẩm khô gà này á, thì rất là nhiều bạn thích ăn. Và những cái bạn mà mua online thì cũng khá là nhiều. Thường thường khi mà các bạn mua online á, thì được những cái ưu đãi từ chính sách của những cái sàn thương mại điện tử nè. Và thứ hai nữa là các bạn sẽ được miễn phí ship. Thay vì các bạn mua trực tiếp với shop thì các bạn sẽ mắc thêm một phí ship nữa. Thì cái sản phẩm này họ nói là ở nhà làm, nên khi mà ở nhà làm thì đựng bằng cái túi zip như vậy. Nên khi mà họ chiết cho chúng ta thì nó cũng sẽ như vậy luôn. Nó sẽ không có những cái mã hàng hóa, ví dụ giống như là những cái tem so với những cái doanh nghiệp lớn họ làm. Cái này nhà họ làm thì các bạn thấy ha, lá chanh cũng rất là tươi và thịt gà nhìn cũng rất là ngon, màu vàng ôm luôn. Cái sản phẩm này thì họ nói là một cái túi như vậy là 500g, nhưng mà mình có cầm thử mình thấy cũng khá là nặng và một cái túi cũng rất là lớn. Cái túi này mình thấy nếu mà giá 60 mấy ngàn thì cũng ok, rất là rẻ so với thị trường mà các bạn mua. Cái sản phẩm này thì họ nói là 6 tháng kể từ ngày sản xuất, nhưng mà cái sản phẩm này là họ không có ghi ngày tháng gì hết. Mình nghĩ là nhà làm thì chắc cũng làm theo từng đợt á, nên họ cũng không có làm tem nhãn, thì mình có chat thì shop họ cũng bảo là mới làm thôi. Và cái sản phẩm này các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh nè, hay là các bạn có thể bỏ trong keo, các bạn để ngăn mát tủ lạnh hay để ngoài cũng ok ha. Và sản phẩm này thì họ nói là ở nhà làm thì nó cũng có cái chứng nhận an toàn thực phẩm, thì nó cũng sẽ tốt cho sức khỏe khi mà các bạn sử dụng so với những cái sản phẩm mà không có chứng nhận ha. Cái sản phẩm này thì họ nói làm từ những cái ức gà. Ức gà thì nó rất là nhiều thịt, nên họ lấy thịt từ cái ức gà để họ làm ha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này để nhâm nhi nè, hay là làm ăn giặt thì cũng rất là ok. Cái sản phẩm này thì các bạn cũng sẽ có nhiều cái khác nhau, làm từ đựng từ túi zip nè, hay là những cái từ hộp. Và các bạn có những cái sản phẩm ví dụ như là gà bơ tỏi ha, hay là gà lá chanh, hay là gà chanh, gà sả. Họ có nhiều cái combo để các bạn có thể lựa chọn được ha. Gà thì họ nói là sẽ được lọc kỹ sạch khi mà gia công bằng tay. Và họ làm thì nó nguồn gốc theo cái hộ gia đình á, nên nó cũng sẽ an tâm khi mà các bạn sử dụng. Đảm bảo là các bạn ăn vào sẽ nghiện thì họ giới thiệu như vậy. Thì mình mua cái loại này thì nó hơi cay một tí ha. Họ giới thiệu là thơm ngon và đậm từng sợi khô gà hòa hiện với chanh bột mạt ha, thích hợp để làm các món ăn giặt hay là món nhậu với những cái sợi khô gà này, mình thấy thú vị. Thì bây giờ mình cũng sẽ lấy ra thử một dĩa để các bạn xem ha, và cùng các bạn thưởng thức và đánh giá cái khô gà này cái chất lượng như thế nào. Các bạn có nên mua hàng online không, nhưng mà các bạn có nên mua hay không thì mình không biết, nhưng mà những cái sản phẩm này họ bán lên tới khoảng chừng 20 mấy đến 30 ngàn sản phẩm cho một cái chích sản phẩm thôi, là bán 20 mấy 30 ngàn. Cái sản phẩm các bạn hiểu là nó bán chạy như thế nào. Các bạn bán một năm đi nữa chưa chắc bằng cái đơn hàng mà họ bán ra. Họ bán khá là chạy nên các bạn sử dụng cũng yên tâm ha. Đấy bạn, thì bây giờ mình có một cái dĩa nè. Cái túi zip này á, cái các bạn sử dụng thì nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần mở như vậy thôi là các bạn có thể lấy được rồi. Trong đây mình thấy có khô gà với khô, họ sấy khá là khô các bạn. Đây mình sẽ lấy ra thử. Đó, mình sẽ đánh giá trước ha. Khi mà mở ra thì cái mùi mà đầu tiên mà xộc vào cái mũi mình á là cái mùi chanh. Cái mùi lá chanh rất là thơm. Đối với cái mùi lá chanh thì mình rất là thích, tại vì lá chanh là phải đi với thịt gà đúng không? Các bạn ăn gà lục hay là gà hóc chuyện gì, các bạn có một ít lá chanh vô thì mình nó phải ra tuyệt vời. Thì bây giờ mình thử ăn thử xem cái chất lượng như thế nào ha. Về phần xé gà thì mình thấy cũng đều. Nếu mà làm bằng tay bán cái giá này thì mình thấy nó cũng hợp lý và rẻ. Với lại các bạn có thể áp thêm mã nữa, mình thấy khá ok. Miếng lá chanh, miếng chanh thơm bạn. Thịt gà họ sấy khá là khô. Hương vị thịt gà lá chanh á, thì bạn biết gà mà khi họ xào lên á thì cái vị nó cũng hơi ngọt ngọt một tí và mặn, hòa quyện cùng với lại một ít ớt cay cay và lá chanh thơm thơm, thì mình chắc chắn đây là một cái món quà ăn giặt rất là tuyệt vời. Và thêm nữa là cái sản phẩm này á, khi mà các bạn sử dụng á, nhậu là ba say ba chảy luôn các bạn. Nhậu mà uống thêm một cốc bia hay là một hai cốc rượu thì mình thấy rất là ok và ngon. Các bạn, sản phẩm này các bạn ngoài ra thì các bạn có thể mua làm quà tặng cho bạn bè người thân ha, phù hợp sử dụng được cho nhiều cái mục đích khác nhau.
ví dụ như đám tiệc nè, hay là Tết chẳng hạn, thì đây là một cái món quà, là những cái bạn sử dụng thì mình thấy ok trong những cái cách mà các bạn sử dụng. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về những cái phần đánh giá của khách hàng khi mà các bạn chọn mua những cái sản phẩm gọi là tranh online trên mạng, để xem những anh chị mua trước mình á họ đánh giá như thế nào, thì các bạn có thể mua ha. Về phần link mua sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần link mô tả video nè, hoặc phần ghi bình luận, thì các bạn có thể bấm vào đó để tham khảo và mua. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay nè, cũng giống như là hữu ích cho các bạn, thì các bạn bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh tacha3.com của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Và các bạn, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.